Trong Thế chiến thứ 2 á các bạn, thì khi mà các binh sĩ bị thương, bị mất máu nhiều thì sẽ cần phải bù lại lượng dịch trong cơ thể thông qua đường truyền tĩnh mạch. Giải pháp tốt nhất mà rẻ nhất là dung dịch muối đẳng trương có thành phần là natri clorua 0,9%, hay còn gọi là truyền nước biển đó. Nhưng mà khổ nổi là ở thời chiến mà các vật tư y tế khan hiếm và các chai muối truyền như vậy cũng hiếu luôn. Thì trong các giai hội lịch sử không rõ nguồn gốc á, người ta kể lại là để duy trì mạng sống cho các binh sĩ, ở một số nơi người ta sử dụng nước dừa như là một loại dịch truyền thay thế. Bạn không nghe lầm đâu, đã từng có một thời gian á, là người ta truyền vào cơ thể mình nước dừa ở trong cái trái dừa mà chúng ta uống hàng ngày á. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm thư viện nhỏ. Đây là nơi mà chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những câu hỏi thú vị về khoa học và cuộc sống. Nếu bạn cảm thấy nội dung này hữu ích, hãy giúp mình một lượt thích và bấm nút đăng ký để chúng ta cùng nhau khám phá thêm nha. Có một số lý do để sử dụng nước dừa chứ không phải là bất kỳ loại nước thay thế nào khác để truyền vào cơ thể hồi đó. Thứ nhất á, là nước dừa là một chất đẳng trương. Chúng có thành phần điện giải gần như tương tự như nước trong cơ thể của chúng ta. Điều này có nghĩa là nó có thể được sử dụng như là một chất thay thế chất lỏng mà không làm xáo trộn sự cân bằng điện giải của cơ thể. Thứ hai á, là chúng rất giàu chất dinh dưỡng. Nước dừa chứa nhiều khoáng chất thiết yếu như là kali, natri và magie. Đây là các chất điện giải bị mất đi theo lượng nước ra khỏi cơ thể. Điều này làm cho nó trở thành một giải pháp hiệu quả để bổ sung chất điện giải bị thiếu trong cơ thể. Thứ ba là nước dừa có khả năng gây dị ứng rất thấp, có nghĩa là nó không gây ra phản ứng dị ứng ở hầu hết mọi người. Cuối cùng, bản chất của nước dừa bên trong một trái dừa khỏe mạnh là nó vô trùng, có nghĩa là nó không chứa bất kỳ vi trùng nào. Vì vậy, ít nhất nó được coi là an toàn khi truyền vào tĩnh mạch, một đường truyền mà có nguy cơ lây nhiễm cao hơn. Mặc dù vậy thì phương pháp sử dụng nước dừa để truyền tĩnh mạch như thế này không phải là một phương pháp chính thức và có thể gây nguy hiểm. Bất đắc dĩ lắm thì người ta mới phải làm như vậy thôi. Cho dù người ta nói nước dừa có các thành phần điện giải giống như nước trong cơ thể con người á, nhưng mà những nghiên cứu gần đây cho thấy rằng các chất điện giải của nước dừa không hoàn toàn tương tự với huyết tương của con người được. Tức là cái điều mà người xưa nghĩ là không đúng nữa. Điều quan trọng bạn cần biết là nước bên trong cơ thể được phân chia thành các khoang khác nhau, như là đựng trong các thùng chứa khác nhau vậy. Đó là khoang dịch nội bào, tức là lượng dịch nằm bên trong tế bào. Lượng dịch khoang nội bào chiếm khoảng 2/3 tổng lượng dịch trong cơ thể. Còn 1/3 lượng dịch còn lại là chứa trong khoang ngoại bào, tức là nó sẽ nằm bên ngoài các tế bào. Huyết tương là một trong những loại dịch ngoại bào. Giữa dịch ngoại bào và dịch nội bào có sự khác biệt rõ rệt về nồng độ các chất điện giải, mà điển hình là natri và kali. Dịch bên trong tế bào có lượng natri thấp và kali cao, trong khi đó dịch bên ngoài tế bào thì có lượng natri cao và kali thấp hơn. Người ta thấy rằng nước dừa có hàm lượng natri thấp và kali cao hơn huyết tương rất nhiều, chứng tỏ rằng thành phần của nước dừa giống như lượng dịch bên trong các tế bào nhiều hơn. Vì điều này nên nước dừa không thực sự là một lựa chọn khả dĩ để thay thế cho loại dịch truyền tĩnh mạch khác. Như mình nói, trong thời chiến, việc dùng nước dừa để thay thế cho dịch truyền tĩnh mạch để bù dịch cho binh sĩ là một nước đi bất đắc dĩ và dĩ nhiên là nó không an toàn. Và cũng như mình nói ở đầu video, đây là một truyền huyết không rõ nguồn gốc.